Sau khi đấu trí với ba tên tội phạm, bọn chúng đã bắt đầu thừa nhận. Ông Phạm Gia và Nguyễn Ngũ Chí là hai nhân vật nổi cộm trong tổ chức buôn ma túy lớn xuyên quốc gia. Ngoài hai đối tượng này, còn có một đối tượng đặc biệt quan trọng, đó chính là ông Trùm, người đứng phía sau nắm quyền chỉ đạo. Mặt khác, từ lời khai của tên Hùng sau khi tỉnh lại, chính Nguyễn Hữu Tiến trực tiếp truyền đạt lời của ông Trùm, chỉ thị hạ sát anh Nguyễn Ngọc Hưng để bịt đầu mối. Chú mong hai đứa hợp tác với nhau trong công việc nhiều hơn nữa, để giúp chú đưa Tiên trở lại cuộc sống vui vẻ hòa đồng với mọi người. Dạ, cháu sẽ làm hết khả năng của mình. Hồ sơ phạm tội của tên Hùng đã hoàn tất và thực thi lệnh tạm giam 3 tháng. Trong thời gian này, mọi thông tin về hắn sẽ được giữ kín cho đến khi các nhân vật chủ chốt trong tổ chức đen lộ mặt. Theo thông tin mà tôi vừa thu thập được, vào tối hôm nay sẽ có một cuộc trao đổi hàng tại quán bar H&M. Việc truy quét quán bar này chỉ là một bước đệm nhằm đánh đòn tâm lý vào Nguyễn Hữu Chí, khiến cho nội bộ của tổ chức này xáo trộn, buộc nhân vật chủ chốt sẽ phải lộ diện. Chúng ta sẽ chia làm hai tổ, mỗi tổ 5 đồng chí phục kích từ hai phía. Trong quán bar rất đông khách, rất khó khăn khi có trận hỗn chiến xảy ra. Tôi đã tính trước tình huống này. Bây giờ phương án tốt nhất là chúng ta tổ chức đột kích bất ngờ và ra tay ngay trong thời điểm của chúng giao hàng. Như vậy sẽ chắc ăn hơn, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay. Được, chúng ta thống nhất kế hoạch như vậy. Đây là văn bản khám xét. Các đồng chí nhanh chóng phổ biến kế hoạch và chuẩn bị tiến hành cho các anh em. Rõ. Em có tin anh không? Tại sao anh lại nói như vậy? Một khi bản thân mình đã đặt tin tưởng tuyệt đối vào ai đó, mình sẽ không hề che giấu bất cứ điều gì. Nhưng khi sự tin tưởng đó bị xúc phạm, cũng là lúc mình phát hiện ra người mình hết lòng tin tưởng đang lừa dối mình. Có những lúc em cũng đã từng rất tin tưởng anh Hưng, nhưng em hãy nói ra hết những suy nghĩ của mình. Có như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn, và biết đâu anh có thể giúp em tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Anh biết trong lúc này em đang bối rối và mong tìm ra sự thật về cái chết của Hưng. Hãy nghe anh, em phải thực sự bình tĩnh. Muốn mọi việc được sáng tỏ thì phải mở dần những khúc mắc xung quanh, và những khúc mắc đó cụ thể là những người đã từng có liên quan đến cái chết của Hưng. Thời gian em vào ba tiếp cận với Chí, giám đốc của công ty Xuyên Việt, em nhận thấy anh Hưng và Chí có mối quan hệ làm ăn với nhau. Nhưng khi em hỏi, ai cũng phủ nhận mối quan hệ này. Ở đâu em có được thông tin này? Bởi vì anh Chí và Hưng có cùng ký hiệu trên ngón tay áp út. Dân giang hồ gọi đó là đại cơ, dấu hiệu bất khả xâm phạm. Chỉ có những tay anh chị thật sự khét tiếng mới sở hữu dấu hiệu đó. Thì lại bị anh ta điều khiển em, đưa em vào mê trận, cố tình đánh lừa mọi thứ trong em. Lúc đó em không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng khi suy xét lại, em thấy anh Hưng có những hành động bất thường, khác, rất khác với con người của anh ta trước đây. Thần tử của mình, người mà mình đã hết lòng thương yêu, chỉ là một kẻ hám lợi danh, bất chấp tất cả. Em hoàn toàn tin những lời anh ta nói sao? Có thể em đã tin nếu như anh không kịp thời thức tỉnh em, rồi cho đến khi anh chia sẻ công việc của anh ấy. Và từ đó em mới bắt đầu nghĩ lại. Thực chất giữa ba em, anh Hưng và Chí, cả ba người đều có cùng một điểm xuất phát như nhau. Sao lại có liên quan đến chú Gia? Có nhiều chuyện đã xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình quá khờ dại. Từng người một đã đánh lừa em, lợi dụng vào sự tin tưởng của em. Ngay cả ba em, anh Hưng
vậy chứ? Họ đã lợi dụng vào lòng tin của em. Họ xem em như một con cờ để họ ngập đấu đá, tranh quyền lợi với nhau. Nhưng chú Gia là ba của em, lẽ nào em không tin chú? Từ những chuyện đã xảy ra, em đã khó khăn lắm mới hiểu được những chuyện ba em đang làm. Anh nghĩ em nên hỏi thẳng lại chú về những nghi vấn trong lòng của mình. Nếu có thể, anh sẽ cùng em làm sáng tỏ mọi việc. Sự tự suy đoán sẽ rất là nguy hiểm. Phải cần có bằng chứng cụ thể thì mới có thể quyết định ai đúng ai sai. Em cảm ơn anh. Em nghĩ em cũng cần phải tĩnh tâm để minh mẫn trong mọi suy nghĩ. Còn làm gì đi nữa, em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình. Hãy hứa với anh, bất kể là chuyện gì, buồn hay vui, anh cũng là người đầu tiên em nhớ đến. Em cảm ơn anh vì tất cả. Sao em lại đổi số vậy? Tôi đem dùng số này. Anh lưu lại rồi nhớ liên lạc với em nha. Nhưng mà tại sao? Anh ơi, thời gian này em phải trốn thôi. Em không dám ở đây đâu. Anh ta mà biết được, anh ta giết em chết rồi anh ơi. Em bình tĩnh đi. Lúc này mà em đi, chắc chắn anh ta sẽ biết ngay em là người đã thông báo cho công an. Nhưng mà Em phải làm sao đây anh? Bây giờ em đi cũng không được, mà em ở cũng không xong. Anh ơi, anh tìm cách đi cứu em với. Em cứ tỏ ra bình thường nhưng không có việc gì. Anh sẽ thu xếp. Em yên tâm đi. Anh nghĩ là hắn ta chưa có nghi ngờ gì em đâu. Dạ. Em, anh em mừng. Em nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn. Dạ. Anh xong việc thì anh nhớ tới đây với em liền nha. Bye. Mọi chuyện sao rồi? Cả ba tên đều khai đã giao dịch với một người tên Chí. Chắc chắn đó là Nguyễn Hữu Chí. Nhưng qua kiểm tra cho thấy toàn bộ số hàng ma túy đều là hàng giả. Anh em đang chờ quyết định của anh. Tại sao lại là hàng giả? Vậy chúng ta có thực hiện theo lệnh bắt giam Nguyễn Hữu Chí không anh? Chuyển tất cả xuống trại giam đi. Sáng mai tôi sẽ trực tiếp hỏi cung từng đối tượng, phải làm rõ từng vấn đề trước khi chính thức bắt giam Nguyễn Hữu Chí. Rõ. Tôi không cần phải thanh minh với cậu. Việc ai làm người nấy lo, đó là giao ước do chính cậu đặt ra, không đúng sao? Muốn nói thì phải có bằng chứng. Việc cậu nên làm trong lúc này là phải mau ém miệng tụi nó lại. Nếu không, cậu sẽ khó mà yên thân được. Cả cuộc đời cũng muốn giúp mình để xem mày còn cao ngạo được nữa không. Anh nghĩ em nên hỏi thẳng lại chú về những nghi
dẫn trong lòng của mình. Nếu có thể, anh sẽ cùng em làm sáng tỏ mọi việc. Sự tự suy đoán sẽ rất là nguy hiểm. Phải cần có bằng chứng cụ thể thì mới có thể quyết định ai đúng ai sai. Mình có nên không? Còn làm gì đi nữa, em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình. Hãy hứa với anh, bất kể là chuyện gì, buồn hay vui, anh cũng là người đầu tiên em nhớ đến. Trong hai đứa, đứa nào đã từng giao dịch với đám kia? Dạ em. Em nhận vui đầy đi. Dạ. Em... Đây là hàng giả. Em cứ nói đây là lần đầu tiên làm, kiếm chút đỉnh tiền. Ngoài ra không có ai chỉ đạo hết. Cùng lắm chỉ gửi lịch vài năm thôi. Dạ nhưng mà em... Em cứ yên tâm. Vợ con em, anh sẽ lo chu toàn. Anh sẽ mua cho em một căn nhà. Khi nào về, anh cho thêm chút vốn để làm ăn. Em theo anh bao nhiêu lâu nay, em biết tính anh rất sòng phẳng. Nói được là làm được. Anh xem hai đứa như là em ruột của anh. Dạ. Ủa, ba. Ba xuống đây hồi nào vậy? Con nói gì lạ vậy? Ba tới thăm con không được sao? Bộ ở đây con làm gì xấu sợ ba biết hả? Không dám đâu. Con á là người tốt mà. Ba phải hãnh diện á, vì có một người con gái làm được nhiều việc có ý nghĩa như con á. Ba con mình vào nhà đi ba. Vô đi ba. Ba ngồi đi, con đi lấy nước cho ba. Ba ơi, ba đi được có mệt không ba? Có gì đâu mà mệt. Hồi đó đi xe khách, ngồi 6-7 tiếng đồng hồ thì mới mệt. Bây giờ... đi máy bay, coi chưa hết tờ báo là đã tới nơi rồi. Ba khỏe là con mừng rồi. À, con mới đi theo đoàn từ thiện về. Hai hôm trước á, mà ba có xuống á, là không gặp được con rồi. Vậy à, con theo đoàn từ thiện nào? Đi tới đâu? À, dạ, con tháp tùng cùng quỹ từ thiện doanh nhân do tập đoàn Xuyên Việt khởi xướng, về thăm các cô nhi viện và trại trẻ nuôi dạy trẻ mồ côi ở hai tỉnh Vĩnh Long với lại Sóc Trăng nữa đó ba. Do tòa soạn cử đi hay là người quen mời? Anh Chí của tập đoàn Xuyên Việt nhờ con đi cùng. Suốt hành trình á, ảnh tỏ ra thân thiện lắm ba. Chuyến đi thuận lợi lắm và gây được thiện cảm ở những nơi mà tụi con tìm tới. Lúc đầu con có nghe những chuyện không hay về anh Chí mà nhỏ Tiên kể cho con nghe á.
Con cũng có những suy nghĩ sai lệch về ảnh. Nhưng mà khi tiếp xúc với ảnh á, con nhận thấy ảnh hoàn toàn không giống như những gì Tiên nói với con đâu ba. Tiên nó nói sao? Tiên nói á, anh Chí có liên quan tới cái chết của chồng nó. Có thể do tinh thần của nhỏ Tiên không được ổn định, nhưng mà bản thân con nhận thấy những nghi ngờ về anh ấy là hoàn toàn vô căn cứ á ba. Chắc là có quẩn khúc gì đó trong chuyện này. Nhưng theo ba, con không nên tìm hiểu chuyện của bạn con, và nên tránh, đừng giao tiếp với cậu ta. Ủa, con thấy đâu có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức như vậy đâu ba. Là do con chưa nhận ra sự nghiêm trọng của việc này. Nghe ba đi, đứng ngoài cuộc thì hay hơn. Nhưng mà con... Con cứ nghe ba, không vô ích đâu. Tới chưa? Anh bận quá. Hẹn gặp lần khác nha. Đâu có sao đâu. Có gì bữa khác mình gặp cũng được mà. Ok, chào em. Chào anh. Chắc là anh ấy không muốn gặp mình. Mình cũng thật là có gì phải suy nghĩ chứ. Ly kìa. Chào. Ủa? Có hẹn hả? Ủa, đâu có đâu, trùng hợp vậy. Hai người ngồi đi. Anh với Tiên đi công tác ở gần đây, định ghé vào ăn trưa. May quá gặp được Ly. Mà mấy hôm nay sao không nghe Ly gọi cho mình? Quên luôn người bạn thân này rồi hả? Đâu có đâu. Tại vì mình theo đoàn từ thiện về miền Tây, vừa mới lên hôm qua thôi à, nên còn phải tranh thủ chiếc bài. Vậy sao? Dạ, chị dùng gì? Ly ở đây ăn trưa luôn nha. Cho ba phần cơm. Dạ. Nè, đi uống nước đi. Đi ngoài đường suốt cả buổi trưa không có miếng nước nào trong người. Cảm ơn anh. Sao anh lại tới đây giờ này vậy? Cậu đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi. Cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nhờ cô. Anh cần em làm gì?
Anh để cho em yên đi. Em sợ lắm. Tôi có kêu cô đi chết đâu mà cô sợ. Ngay bây giờ cô hãy tới công an báo án. Báo án gì hả anh? Cô nói là cô biết người bán ma túy trong quán bar H&M. Thưa anh, có cô này tới báo án. Cô ra ngoài, chuyện ở đây giao lại cho tôi. Cô ngồi đi. Anh là... Xin lỗi. Bởi vì tôi đã khiến cô hiểu lầm những gì tôi đã làm. Và nó cũng là câu trả lời chính xác. Cô nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho cô. Nhưng tôi luôn phân rõ giới hạn. Vì công việc điều tra không thể tiết lộ. Bắt buộc tôi phải tiếp cận cô để khai thác thông tin về Chí. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi cũng là người sẽ giúp cô an toàn trong vụ này. Hôm nay cô tới báo án, có phải là do chủ ý của Chí không? Tôi sẽ ghi nhận lại thông tin này và thực hiện lệnh bắt người theo đúng như những gì cô trình báo. Cô hãy về báo cáo lại với Chí. Anh Dũng à, vậy sau này em phải làm sao? Tôi cứ tưởng là đã tránh xa được anh ta rồi. Nhưng mà tôi không có ngờ. Cô yên tâm đi. Như tôi đã nói chuyện với cô ngay từ đầu, cô còn giá trị lợi dụng đối với Chí. Hắn sẽ không gây nguy hiểm đối với cô. Tới giai đoạn cần thiết sẽ có người bảo vệ an toàn cho cô. Cô yên tâm đi. Chúng tôi sẽ luôn theo sát hành động của Chí. Phải tuyệt đối giữ bí mật về cuộc gặp gỡ hôm nay. Cô sẽ được an toàn. Alo, anh hả? Dạ, em đang trên đường về nhà. Em làm đúng lời anh chặn rồi đó. Em không biết nữa. Họ chỉ ghi lại lời khai à. Em không nghe nói gì hết á. Dạ. Có chính xác không? Dạ, chính xác. Em theo dõi nó tới tận nơi để xe. Và trên tay hắn cũng có một hình xăm. Không lẽ lão ta đánh hơi được gì? Sao lại nhắm vào cô ta? Anh Chí, có chuyện lớn rồi. Nói đi. Công an bắt thằng Ngầu đi rồi. Anh biết rồi. Cứ về đi. Mọi chuyện anh đã thu xếp xong. Tối nay đến địa điểm nhận hàng. Dặn tụi nó phải cẩn thận. Nghe chưa? Đi uống nước đi. Đi ngoài đường suốt cả buổi trưa không có miếng nước nào trong người. Cảm ơn anh. Có vẻ như là em thích phong cảnh Đà Lạt. Dạ, ba em ở Đà Lạt. Dù công việc bận bịu đến mấy, mỗi khi mà em tranh thủ được thời gian á, làm đều chạy về thăm ba đó. Mà anh biết không, không khí ở trên đó trong lành và dễ chịu lắm á. Em thấy không nên nào bằng.
Từ nhỏ anh sống ở thành phố, sau khi tốt nghiệp xong thì đi du học, trở về lại bắt tay vào làm việc ở công ty. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình giống như một cây máy khô khan, không chút tình cảm. Ngay cả trong tình yêu, anh cũng yêu một cách máy móc như vậy hả? Anh cũng không biết. Tại sao chứ? Bởi vì anh chưa từng yêu ai. Hay nói đúng hơn, cái cảm giác được yêu đối với anh còn quá xa lạ. Chưa có một người phụ nữ nào có thể thay đổi được anh. Vậy còn Tiên thì sao? Anh này có tình cảm với Tiên đúng không? Với cô ấy thì khác. Khác sao chứ? Dường như anh ấy cũng rất thích Tiên. Qua ánh mắt và lời nói của anh ấy, mình cảm nhận được điều đó. Xem ra nhỏ Tiên may mắn hơn mình nhiều. Dù gặp cảnh bất hạnh, nhưng vẫn còn có người yêu thương, lo lắng. Còn mình... Dạ con nghe nè ba. Con đi làm về chưa? Dạ, con mới đi làm về hả? Mà khi nào ba về vậy? Con để cơm ba nha. Chắc chút nữa ba về. Ba đi chơi với mấy người bạn. À mà ba ơi, trưa nay á, có người nói ba đi xe hơi của ai vậy? Con nghe nói á, chiếc xe hơi đắt tiền lắm á. Bạn cũ của ba, ở hội luật sư đó mà. Vậy mà con cứ sợ ba bị bắt cóc nữa chứ. Thôi nha, chút nữa ba về. Dạ. Chỉ trong thời gian ngắn, bà công an đã lần ra nhiều manh mối chân rết làm ăn của ta. Tôi không hiểu hai người làm ăn kiểu gì vậy. Cả anh và cậu đã không phối hợp trong công việc, chưa gì đã tị nạnh với nhau rồi. Muốn để cho công an tóm hết cả lũ à? Theo tôi nghĩ, việc lộ một số điểm trong thời gian gần đây có thể do lệnh bắt thằng Hùng mà công an đã moi được thông tin. Ông nói vậy là sai rồi. Thực chất trong thời gian thằng Hùng bị bắt, nó bị hôn mê thì làm sao biết được gì mà hay. Hơn nữa, những thông tin mật sau này cũng bị lộ. Ai đã làm chuyện đó? Nè, tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu toàn bộ vụ việc. Nội bộ mà nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao mà có thể làm ăn chung được. Thôi, các người không phải tranh cãi chuyện này nữa. Tôi tự đã biết phải làm gì. Cái tôi muốn biết bây giờ là kế hoạch sắp tới. Chúng ta phải ngay lập tức hủy bỏ lịch giao hàng, chuyển đổi tất cả các địa điểm hiện đang hoạt động sang vùng mới. Như vậy thì mới an toàn được. Không cần thiết phải tới mức độ như vậy đâu. Chỉ cần thay đổi một vài địa điểm liên quan là được rồi. Không khéo lại bứt dây động rừng. Cậu đừng chủ quan như vậy. Trong thời điểm này, chúng ta sơ hở sẽ bị thọp cổ ngay. Việc vận chuyển và giao nhận hàng số lượng lớn thì vẫn duy trì theo cách cũ. Tạm thời, cứ chuyển một số địa điểm trước đã. Hai người lần này phải rút kinh nghiệm, phối hợp với nhau cho tử tế. À, có phải anh rất tin tưởng thằng Đức không? Nó là người thế nào? Tôi đang muốn có thêm vài người vào đường dây của mình, đặc biệt là những người thông minh. Từ khi thiếu Thần Hưng, hoạt động có vẻ chậm lại. Xem ra hai người không đủ sức chi phối mọi việc. Không, tôi không muốn thêm ai vào nữa hết, đặc biệt là thằng Đức. Tốt nhất cứ để cho nó và con gái tôi được yên ổn. Một mình tôi là đủ rồi. Tôi xin phép.
ông già này bây giờ bắt đầu trở chứng rồi. Hãy làm một việc để tôi làm. Đừng bao giờ nói lên những lời dự báo không chính xác. Quan hệ giữa cậu và tên Hải thế nào? Tên Sẹo ra sao? Dạ em mới gặp tụi nó 2 lần. Tụi nó đề nghị muốn mua hàng để bán trong 3. Đây là lần thứ 2 cậu giao hàng cho chúng hả? Dạ, đây là lần đầu tiên. Lần trước chỉ gặp, không thỏa thuận được giá nên em về. Cậu biết số hàng đó là giả không? Dạ em biết. Biết cách tráo hàng giả? Vậy thì chắc chắn sau lưng cậu có người chỉ đạo. Em làm một mình, không có ai chỉ đạo. Cậu mua số hàng giả này từ đâu? Từ một người ở biên giới. Cậu giao dịch với chúng bằng cách nào? Qua điện thoại. Nhưng vừa xảy ra chuyện ở quán bar thì em không còn liên lạc được với số máy đó nữa. Alo, tôi nghe. Đã xảy ra một vụ án mạng. Sao? Cái gì? Lúc em tới, công an đang khám nghiệm hiện trường. Nghe người dân nói trong nhà không có bị xáo trộn. Nói cô chết rất lạ. Trên người không có bất kỳ một vết thương nào hết. Không lý nào cô ta lại tự vẫn. Ý của anh là... Phải, chính là quấy đã ra tay. Hôm trước em thấy một số người cứ lảng vảng ở nhà cô ta. Không lẽ chính là sự chỉ đạo của lão ta? Đã có thông tin sơ bộ về vụ án này chưa? Báo cáo. Sáng nay cô ta có nhờ người đến sửa điện, nhưng đến thì thấy cửa khóa trong, tưởng cô ấy ngủ. Người thợ điện đi đến trưa rồi mới quay lại, nhấn chân hoài mà cũng không thấy cô ấy ra mở cửa. Cách đây một hôm, có vài người đi lòng vòng trước nhà cổ, nhìn mặt có vẻ bậm trợn lắm. Vậy ai là người đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên? Thưa anh, người thợ điện và mấy người dân ở phố cậy cửa vào và phát hiện cô ta nằm chết dưới sàn nhà, và tất cả các cửa trong phòng đều đóng kín. Trong phòng rất ngọt, mọi người đều có cảm giác khó thở. Trên cơ thể nạn nhân, toàn bộ vùng da bị đỏ. Đó là triệu chứng các mô không thể sử dụng oxy trong máu dẫn đến trụy tim, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu và tử vong. Qua khám xét tại hiện trường cho thấy, tất cả các cửa sổ trong phòng đều được đóng kín. Có một lượng khí độc cyanua được tìm thấy trong không khí. Những người có mặt tại hiện trường lúc mới phát hiện nạn nhân đều trong tình trạng bị ngộ độc nhẹ. Từ đó kết luận, nạn nhân chết do hít phải loại chất độc không màu không mùi này. Đây là một vụ án mưu sát. Kẻ thủ ác muốn giết chết nhân chứng để bịt đầu mối. Cùng ngày xảy ra vụ án, nạn nhân đã tới báo án và cho biết kẻ chủ mưu đằng sau đường dây buôn bán ma túy ở H&M. Bên đội trọng án đang tiến hành xác minh nhân thân và điều tra hung thủ. Chúng ta có cần cung cấp thông tin tập trung vào mối quan hệ của nạn nhân và các nhân viên ở quán bar H&M không anh? Tôi cần xác minh rõ một đối tượng tình nghi. Sao lại như vậy? Cách đây không lâu mình vẫn còn gặp cô ta mà. Tại sao cô ta lại chết? Sợi dây chuyền quấy đeo trên cổ liệu có liên quan gì không? Ai đã giết cô ấy? Có giống như đã từng giết anh Hương không? Ừ.
Alo. Dạ, con nghe rồi. Con sẽ qua ngay. Con ngồi xuống đó đi. Hôm nay ba muốn bàn trực tiếp với con và Đức về dự án siêu thị thông minh. Tuy ý tưởng ban đầu là của Hưng, nhưng mà Đức là người hoàn thành, nên ba quyết định giao dự án này cho Đức đảm trách. Chú sẽ giới thiệu những đối tác trước đây từng hợp tác với công ty mà Hưng quen biết. Con không đồng ý. Ba đừng bắt anh Đức phải đi theo con đường của anh Hưng. Con nói cái gì vậy Tiên? Vì con không biết nên mới để cho ba chi phối anh Hưng. Còn bây giờ con không muốn có bất cứ ai phải chịu chung số phận với anh Hưng cả. Tiên à, Tiên, Tiên, Tiên nói gì vậy chú? Cháu không hiểu gì hết. Cháu đừng có bận tâm, cứ việc làm theo những gì chú vừa bàn giao, cố gắng làm cho thật tốt, không có vấn đề gì đâu. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Anh và cô Trinh từng là tình nhân của nhau, có thời gian hai người rất thân thiết. Chuyện này thì ai cũng biết. Đúng vậy, cô ấy thường xuyên tới vũ trường, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể cặp kè qua đêm với cô ta, đâu có gì là lạ. Anh có thường xuyên qua đêm ở nhà cô Trinh không? Thỉnh thoảng cũng có. Vào đêm nạn nhân mất, anh đang ở đâu? Ở nhà. Anh sống với người thân hay sống một mình? Một mình. Nhìn anh có vẻ còn bất ngờ lắm về cái chết của cô Trinh. Phải chăng đã có dự đoán hay là chủ định nào trước rồi? Tôi không hiểu ý anh muốn hỏi gì. Có người đã âm mưu sát hại cô Trinh. Ngoài những mối quan hệ bạn bè bình thường, chỉ có anh là người thân thiết với cô nhất. Những ai từng thân thiết với cô ấy cũng đều bị tình nghi. Vậy thì anh phải mất thêm nhiều thời gian lắm mới có thể tìm hết được những người đã từng qua đêm với cô ấy. Tôi nghĩ anh nên có thái độ tôn trọng đối với người đã mất. Xin lỗi, tôi hơi thẳng thắn, tính tôi không thích quanh co. Anh cứ đưa ra bằng chứng, nếu không thì đừng làm mất thời gian của tôi. Thôi được, anh có thể về, nhưng nếu chúng tôi cần, anh phải hợp tác với chúng tôi trong mọi tình huống. Sẵn sàng. Nhưng tôi nói trước, thời gian của tôi rất là quý báu, xin các vị điều tra thật kỹ. Nếu như thấy thật cần thiết thì hãy gọi cho tôi. Tôi là người lương thiện, nhưng cũng cần phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình. Không nhàn rỗi mà chờ các cuộc gặp mặt như thế này. Anh nghe cô nói em không được khỏe. Em chỉ hơi mệt một chút mà thôi. Anh tới tìm em giờ này có chuyện gì không? Lúc ở công ty, anh thấy em có điều gì không vui, lại còn phản đối việc chú gia giao cho anh. Anh thực sự không hiểu. Chuyện này là do ý kiến của cá nhân em. Anh có quyền từ chối hoặc là đồng tình với ba. Phải có điều gì khuất tức trong chuyện này, em mới nói ra như vậy. Hôm nay em có xem bài báo nói về vụ một cô gái trẻ chết tại nhà riêng có nhiều nghi vấn chưa? Anh nhớ không lầm, cô ấy là thư ký riêng của Chí. Anh nhận ra cô ấy hả? Anh đặc biệt ấn tượng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cô ấy. Vả lại em đã từng nói đó là món quà cưới của Hân tặng cho em, có đúng không?
Phải, đúng là sợi dây chuyền đó. Nếu em không đánh mất sợi dây chuyền đó, có thể người chết sẽ là em. Dựa vào đâu mà em nghĩ như vậy? Em có linh cảm. Đó là một ký hiệu ma quái đem đến sự chết chóc. Giờ anh hãy tránh xa ba em ra đi. Đó là cách tốt nhất để anh tự bảo vệ mình. Tại sao phải làm như vậy? Anh đừng hỏi. Ngay cả bản thân em cũng không thể lý giải được chuyện này. Vậy còn chú Giang? Không, không phải đơn giản như vậy đâu anh. Tất cả mọi chuyện này không phải như vậy đâu. Ông cho người giết cô ta phải không? Đúng. Ông nên nhớ, cô ta là người của tôi. Ít ra ông phải thông qua tôi một tiếng. Ông có biết bây giờ công an đang nghi ngờ cái chết của cô ta liên quan đến tôi. Ông làm vậy, ông hại chết tôi rồi.